Sau đây là màn 4 gồm các vai Nguyễn Thái Học, cô Giang và sư Trạch. Phong cảnh là đền trong của đền Hùng, một gian nhà cổ rêu phong hướng lên đồi cao, nơi có tấm đại bia ghi công ơn quốc tổ. Nguyễn Thị Giang và sư Trạch đang bàn luận thì một nhà sư bước vào, bỏ trang phục khoác ngoài. Đó là đảng trưởng Nguyễn Thái Học của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nguyễn Thái Học ra hiệu cho mọi người yên lặng. Cô Giang mừng rỡ tiến đến chào. Dạ, mừng hôm nay gặp lại anh Học. Giang tới đây lúc trời mới rạng đông, giờ lại thấy một bình minh mới nửa. Ồ, cô Giang đây mang tâm tư rực lửa, kém thua gì huyện trại bụi bình ngô. Đảng trưởng vẫn ưu tư nhiều sớm tối, tìm đâu ra người móc nối trại binh. Lính khổ xanh, khổ đỏ ở trong thành, để nổi ứng phất cờ phi pháo lần. Lúc gần đây binh vận phạm thành dương, có cử chỉ làm cho tôi ngờ vực. Các xưởng chế bom bị Tây lục soát, phải gia tăng nỗ lực tạo an toàn. Tìm người tài chuẩn bị tổng tấn công, Giang là gái, sợ thể lòng khó nhọc. Dạ thưa đảng. Gọi tôi là anh Học. Chúng ta cùng trong tổ chức anh em, lễ mễ làm chi mấy chức tước phiền. Trên dưới một lòng khuôn phù chính nghĩa. Lẽ dĩ nhiên là thế, song giữa ba quân cần tỏ quyền uy. Đảng trao anh trọng trách tổng chỉ huy, tổng khởi nghĩa đã lập thề trang trọng. Giữa chúng ta toàn những người nghĩa dũng, thì cần gì khách sáo tiếng xưng hô. Trong bộ tham mưu chung một chuyến đò, phải không Giang? Thưa em vẫn không hay biết từ bao giờ đã được nhấc lên thành phần cán cốt, nên đột ngột không tiện đưa ý kiến ạ. Một năm nay Giang hoạt động trung kiên, giữ bí mật và vững bền liên lạc. Ban an ninh đã điều tra kỹ lưỡng để bạt em lên binh vận trưởng giao liên. Phái trọng trách lập binh đoàn Yên Bái, giờ đã điểm em có gì ái ngại. Ôi sao mà nghĩa là đảng không phân bì trai gái, cũng không chia sứ sải với quần hồng. Ý của cô hợp ý đảng vô cùng. Đất nước Việt, gái bà Trưng bà Triệu, Trần Quốc Toàn, hoặc sơ di phù động, hay già nuôi chống gầy đến diên hồng, góp lại thành sức mạnh của toàn dân. Hôm nay em như bảy phần đã tỏ, còn đôi điều xin thổ lộ ra đây. Em cứ hỏi nếu lòng còn thắc mắc, những nghi vấn, những ưu tư nghi hoặc chưa giải đáp nên lòng còn chất chứa. Trước kia lúc tiến lui chưa chọn lựa, anh đang là cao đẳng bậc sinh viên, trình thư xin cải cách với toàn quyền, sau đổi ý chọn con đường thiết huyết. Là bởi vì đâu? Vì nhiệt tâm bốc lửa, thế cờ bí đã không còn chọn lựa. Nhưng nếu vặn được ngược chiều lịch sử, chẳng hạn như ở dưới thời Mông Cổ, khí thế hung hăng, thác đổ ào ào, hội nghị Diên Hồng dân ý đề cao, muốn phá giặc thắng lòng người trước đã. Chiều lịch sử xoay ngược sao được chứ? Ở thời ta, ta quyết định mà thôi, trăm năm sau như nếu có người cười. Ôi giời ơi, thì cùng kệ miệng đời hưu vượn tán, một căn bạc đến hồi sát ván, sấp cục tan tành, nữa thì thua túi cạn. Nghĩa là nay không chuyển được thời cơ à? Trăm năm nữa nước cờ đi lại khác, mới thế mỗi thời, làm sao nói được. Ta sẵn sàng vì đại nghĩa hy sinh, tận lực mình đi bất kể bại thành, đường dân tộc gieo nhân trồng mai hậu.
thân cá chậu vẫy vùng ra khỏi chậu, tận nhân lực rồi mới chờ thiên mạng. Đường hiếu hòa không chuyển được thời cơ, vì đầu óc của thực dân hoan cố. Tây đã chiếm đất nước ta cai trị, cốt đem về nguyên liệu, rẻ tài nguyên. Họ không thật muốn khuếch trương công kỹ, canh tân và nâng dân trí nước ta. Các trường cao mở để tuyển chuyên gia, làm tôi tớ tiếp tay xây thuộc địa. Tức là Tây rắp tấm nuôi đầy tớ, làm tái sai cho nó hưởng mùi sắn. Mồ hôi này, nước mắt của lê dân, ăn hút truyền tay, tải về mẫu quốc. Có khai hóa cũng chỉ là chiếu lệ, tạo lớp tầng cai để trị nòi ta. Súng đạn Tây đem phân phối dần ra, dùng cai Việt bổ đầu cô ly Việt. Ô thì ra, thì ta cứ cũng đi theo một phép, dùng súng Tây, dao để bắn vào Tây. Ta đúc lò gang, rèn tạc đạn đủ đầy, ngày khởi nghĩa nổi lên từ lòng địch. Giang nói đúng, ấy chỉ còn một cách, gấp rút chế bom, mua súng, quyên tiền. Ở binh đoàn Yên Bái sẽ tuyên truyền, kết nạp các quản cai viên đội lính. Quan cấp úy thì a dua theo nịnh. Hạ sĩ quan phần lớn vẫn có lòng, và sinh viên còn trong tuổi học sinh, ở giám bưởi và các trường cao đẳng. Khởi nghĩa lần này sinh mạng khó toàn, em suy nghĩ kỹ chưa Giang nhỉ? Vì lát nữa phải lập lời trọng thệ trước anh em về tề tựu trên này, tại đền Hùng nơi trọng đại thiêng liêng. Lòng em dâng hết nợ cho anh, Giang duyên này hẹn để dành Thái Sơn. Non sông đồng hội đồng thuyền, chúng vai gánh vác lời nguyện trung trinh. Chí sĩ Nguyễn Thái Học siết chặt tay trong tay với Nguyễn Thị Giang. Sư Trạch chắp tay niệm A Di Đà Phật. Ánh đèn sân khấu mờ đi thay cho màn hạ.